Em Huy xin gửi lời chào đến toàn thể quý chị khách hàng của Trung Tâm Auto, một siêu phẩm mới nhất thị trường mới cập bến cửa hàng em anh chị ạ. Đây là mẫu xe Hyundai Santa Fe máy xăng sản xuất năm 2024 anh chị nhá, mới lăn bánh 1.000 km thôi ạ. Em mua ở Bắc Ninh, xe cá nhân tất nhiên là một chủ từ đầu rồi. Và chiếc xe này có gì đặc biệt? Đầu tiên là tỷ lệ sơn zin của nó là tuyệt đối. Bác chủ cũ còn rất là cẩn thận dán PPF xung quanh ngoại thất của xe, kể cả đèn này cũng dán PPF hết anh chị nhá. Và theo bác chủ cũ chia sẻ và cũng đã đưa hóa đơn cho bên em, thì sau khi bác dán PPF full ngoại thất này của xe thì hết 20 triệu. Ngoài ra xe lên cả cửa hít anh chị ạ. Đây ạ, đây, chiếc xe này của em lên cửa hít rồi, rất là xịn sò đúng không ạ. Đấy, cửa hít này thì cũng khoảng 20 triệu đồng anh chị nhá. Bên trong thì dùng thảm sàn Kata khoảng 8 triệu. Rất nhiều trang bị công nghệ được lên trên chiếc xe Hyundai Santa Fe 2024 này. Và đây bác chủ cũ còn trang bị cả bản đồ Việt Map đầy đủ này. Nhiều chi tiết bên trong của xe ni lông còn chưa bóc. Rất mới anh chị nhá. Chỉ biết dùng một từ là rất mới cho chiếc xe Hyundai Santa Fe 2024 thôi ạ. Phiên bản Premium, phiên bản cao cấp nhất của xe. Mới lăn bánh 1.000 km mà thôi. Đây ạ, ghế ra anh chị này, không khác gì xe mới trong hãng, thiếu mỗi cái hộp là giống xe mới thôi. Lốp láp tất nhiên là liền đời theo xe. Và bác chủ cũ còn trang bị cho chiếc xe Santa Fe này, đó là cái này chắc là làm bằng nhựa, làm bằng nỉ nhưng mà phủ cao su non lên anh chị, nên cảm giác nó chắc chắn hơn và nó không bị sệ xuống giống cái về nỉ nguyên bản của những chiếc Santa Fe khác. Đấy, anh chị nhớ nhá, nếu anh chị mua chiếc Santa Fe này của em, hãy nhớ là chiếc xe này có cửa hít, vì vậy là chúng ta đóng cửa phải nhẹ nhàng thôi. Đấy, em phải đóng nó chắc thêm một chút nữa. Rồi, cửa hít rất là xịn sò đúng không ạ. Và chắc chắn là nhiều anh chị quan tâm giá bán của chiếc xe Hyundai Santa Fe này. Thì chiếc xe này thì em nghĩ là sẽ phù hợp với các anh chị ở Hà Nội. Em nghĩ là anh chị ở Hà Nội mua sẽ hợp lý hơn. Santa Fe 2024 máy xăng phiên bản Premium này em đang để với mức giá đó là 1 tỷ 159 triệu anh chị ạ. 1 tỷ 159 triệu. Phím cách nhiệt cũng đã dán đầy đủ rồi. Đây anh chị sang bên phía bên này có thể quan sát thêm những cái chi tiết bên trong nội thất của xe. Thảm sàn Kata xịn anh chị, vô lăng mới còn nguyên phấn này. Và tất nhiên thì xe nó mới như này thì phải cam kết quý anh chị rõ ràng luôn, xe không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Đó, pháp lý xe chuẩn chỉ. Xe này mới về thì chắc là tầm khoảng 10 hôm nữa thì em sẽ mới rút được hồ sơ anh chị nhé. Xe rất mới luôn. Cho chị xem qua phần động cơ nhỉ. Em lật lại cabo lên cho chị xem qua phần động cơ. Xe đi 1.000 cây chắc là phần khoang máy còn chưa bẩn. Đấy, nguyên bản đấy anh chị, nguyên bản từ nhà sản xuất, khoang máy chưa bẩn luôn. Xe quá mới luôn ạ. Nếu anh chị mà ở Hà Nội mua chiếc xe này thì sẽ tiết kiệm được khoảng tiết kiệm được tiền thuế thôi ạ. Không tiết kiệm được nhiều. Tuy nhiên là với những cái trang bị trên mà bác chủ cũ đã trang bị cho xe như là cửa hít này, đấy, dán PPF full ngoại thất của xe, rồi là có bản đồ Việt Map, rồi là có thảm sàn Kata xịn, những cái trang bị đó là cũng khá là đáng tiền đúng không ạ. Và anh chị quan tâm chiếc xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên liên hệ với số hotline của Trung Tâm Auto để em có thể hỗ trợ và tư vấn cho anh chị, giúp anh chị có thể sở hữu chiếc xe này một cách nhanh nhất. Đấy, một chiếc xe siêu lướt siêu cọp như này thì chỉ có một viên duy nhất trên thị trường, cho anh chị nào nhanh tay thôi ạ. Và bên trong cửa hàng thì em đang có những cái sản phẩm khác xin được giới thiệu quý anh chị. Đang có Toyota Fortuner máy dầu số tự động một cầu. Chiếc này thì em đang để là 868 triệu. Nếu anh chị mua về đi gia đình hoặc chúng ta kết hợp chạy dịch vụ, chiếc này em thấy khá là hợp lý. Xe này của em là một chủ anh chị ạ, đi 12 vạn km, đã lên màn hình Android, đã có cam hành trình. Đó, 868 triệu. Và đây là cái hàng ghế thứ hai của xe. Chiếc này của em là xe gia đình thôi anh chị ạ. Xe gia đình không qua dịch vụ gì đâu.
Ở phía dưới này em đang có mẫu Fortuner Legender sản xuất năm 2021. Chiếc này của em cũng là một chiếc xe khá là đẹp, đi 5 vạn km 1 tỷ 059 triệu. Đấy, bản Legender thì nó sẽ có một cái thiết kế nó hầm hố hơn so với cái bản thường, đã có cam 360 nguyên bản rồi ạ. Ngoài ra thì xe có cả cốp điện nữa. Sorento thì em đang có rất là nhiều xe. Sorento đang có 8 xe tại cửa hàng, cả máy xăng và máy dầu. Tất cả đều là phiên bản Signature, phiên bản cao cấp nhất của dòng Kia Sorento. Chiếc này của em là máy dầu đời 2022. Em đang để là 1 tỷ 048 triệu. Còn kế bên là mẫu VinFast Fadil sản xuất năm 2021 phiên bản Premium. Xe này của em là xe một chủ, mới lăn bánh mới có 5 vạn rưỡi km thôi. Em đang để là 349. Ở đây thì em cũng có một chiếc xe đến từ Việt Nam nữa, VinFast Lux A sản xuất năm 2021 bản bay. Xe này của em lăn bánh 7 vạn km, xe màu trắng, nội thất nâu. Em đang để với mức giá đó là, chiếc này em đang để là 589 triệu. Ở bên trong xe thì bác chủ cũ đã độ vô lăng đê cắt thể thao này, vô lăng carbon, có cả cam 360. Chiếc này thì em thấy bác chủ cũ khá là cẩn thận, nội thất mới, thơm tho, không bị mùi hôi. Dòng Fadil này thì Lux A này thì chắc là em nghĩ là cái thiết kế nó sẽ trường tồn so với thời gian đấy ạ. Thiết kế khá là đẹp mắt. Đó. Dài ngang Camry luôn. Ở phía dưới thì em đang có mẫu Mazda CX-5 sản xuất năm 2019, sử dụng động cơ 2.5 phiên bản Signature Premium. Con này thì em đang để là 729 triệu ạ. Nó là phiên bản full kịch nóc của Mazda CX-5 thế hệ 6.5 anh chị nhá. Cam 360 nguyên bản theo xe, có HUD trên kính, hỗ trợ cảnh báo với xe phía trước này, hỗ trợ cảnh báo xe phía trước, hỗ trợ giữ làn đường đầy đủ. Nói chung trang bị ngập tràn trên chiếc xe này rồi. Ở phía dưới thì em đang có Kia Seltos sản xuất năm 2021, sản xuất năm 2023, phiên bản 1.4 GT Line, một chiếc xe siêu lướt là bánh 7.000 km, em đang để là 729 triệu. Kế bên đó là Honda CR-V sản xuất năm 2020, bản L xe sinh, em đang để là 839. Xe ngoại thất bên ngoài màu nâu ánh kim anh chị nhá. Fortuner thì nếu anh chị thích đời cao thì em đang có một chiếc đời 2022 đi ạ, máy dầu số tự động một cầu, em để 988 triệu. Tiếp tục em đang có một chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2022 phiên bản Titanium một cầu, em mua ở Bắc Ninh, xe cá nhân một chủ, xe trắng, nội thất màu nâu, lăn bánh 5 vạn km, 1 tỷ 199 triệu là giá bán của xe. Bên cạnh là mẫu VinFast Lux SA sản xuất năm 2022 bản Plus. Chiếc này thì lăn bánh mới có 1 vạn 4 km thôi chị ạ. Chất xe rất đẹp luôn. Lăn bánh 1 vạn 4, bảo hành chính hãng còn 8 năm nữa. Và một tin vui, nếu anh chị nào muốn mua chiếc xe này trả góp thì vẫn có ngân hàng hỗ trợ nhá. Như anh chị nào ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận Hà Nội thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho anh chị về mẫu xe VinFast Lux SA này. Ở phía dưới thì em đang có Peugeot 3008 sản xuất năm 2021 bản AL. Xe đi 3 vạn km form mới 2022. Nó đang có mức giá đó là 829 triệu. Ford Explorer 2016 848 triệu. Kế bên là hai mẫu Kia Sorento. Đấy, Sorento rất là nhiều xe, tất cả đều là phiên bản Signature. Một chiếc máy xăng, và chiếc này của em là cũng là máy xăng đời 2021, hai chiếc Kia Sorento máy xăng bản Signature. Chiếc 21 này em để có 929 triệu thôi. Giá Sorento thì khá là hợp lý so với những cái đối thủ của phân khúc của nó. Đây là mẫu xe Toyota Cross sản xuất năm 2021 phiên bản 1.8V, xe màu trắng, nội thất màu đen, 759 triệu. Phía dưới đây lại có Kia Sorento anh chị này. Đấy, bên cạnh là Toyota Cross đời 2022. Chiếc này thì em cũng để giá hợp lý cho anh chị. Đó là 769 triệu, xe màu trắng và nội thất màu đỏ, đi 3 vạn rưỡi km. Kế bên là mẫu Kia Seltos sản xuất năm 2022 phiên bản 1.6 Premium. Chiếc xe này thì em để cho anh chị đó là 659 triệu ạ. Xe đi 3 vạn 8 km, xe cá nhân một chủ.
Sorento thì hầu như là hàng nào em cũng có xe luôn, rất nhiều Sorento ạ. Đợt này thì dòng Hyundai Santa Fe giá đang tăng lên khá là cao, Hyundai Santa Fe máy dầu ấy ạ. Vì vậy là nếu anh chị muốn tìm một chiếc xe 7 chỗ máy dầu cùng phân khúc với cả Hyundai Santa Fe thì có thể tham khảo sang Kia Sorento nhé. Sorento thì nó sẽ sử dụng chung động cơ khung gầm hộp số với cả Santa Fe, vì vậy là cái cảm giác lái nó cũng em thấy là nó cũng tương tự so với Hyundai Santa Fe đấy ạ, mà giá cả êm hơn nhá. Santa Fe đời 2022 máy dầu hiện tại thì đang giao dịch trên thị trường với mức giá khoảng 1150 và 1160 gì đó, nhưng mà Sorento máy dầu đời 22 thì giá nó chỉ khoảng là 1140 đến 1160 thôi anh chị ạ. Đấy, rẻ hơn khoảng 100 triệu. Đấy, rất nhiều những sản phẩm xe gầm cao đang có mẫu mã đa dạng luôn. CX8 4RS đời 22, Fortuner Legender đời 22. Nếu anh chị quan tâm những cái sản phẩm xe gầm cao như vừa giới thiệu thì hãy liên hệ về số hotline của chúng tôi bên em ạ. Đó là 0975 79 từ quý 2. Rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị trong thời gian gần nhất, và tất cả những xe đang có bên em đều cam kết trên văn bản giấy tờ rõ ràng cho anh chị. Và rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị trong thời gian gần nhất ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những clip giới thiệu và báo giá lần sau. Xin chào.